Các bạn khán giả của VTV Cup, các bạn khán giả của On Football thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân đấu Olympic Quốc gia ở thủ đô Phnom Penh để đến với trận đấu đáng chú ý nhất của mùa SEA Games năm nay, trận đấu chung kết môn bóng đá nam giữa UAE Indonesia và UAE Thái Lan. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội U22 Thái Lan trong bộ quần áo màu xanh ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Witan Suleiman, Evandolo, Chanarong, Terasak, vẫn là Terasak, không thành trống rồi. Thẻ vàng hay thẻ đỏ? Rất may, đó chỉ là một tấm thẻ vàng. Trọng tài đã xác định rất nhanh, đó không phải là một trường hợp thuộc diện dog show. Đúng là thủ thành Enado là cầu thủ phòng ngự cuối cùng, nhưng hướng đi bóng của Terasak thì hướng đi về phía bên ngoài, và khoảng cách để Terasak dứt điểm về phía cầu môn của đối phương cũng là khá xa. Thẻ phạt là cần thiết nhưng không phải là thẻ đỏ. Nguy hiểm. Pha bóng không hề đơn giản với hàng thủ của Indonesia. Terasak là một cầu thủ có khả năng chơi đầu rất tốt. Anh cũng đã có được 2 bàn thắng bằng đầu ở giải đấu năm nay. Trong số các cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở SEA Games này, tôi đã nói đến vấn đề của một ngày nghỉ và thời tiết. Cú đá rất căng, cú dứt điểm từ hàng phòng ngự, sự hài lòng của huấn luyện viên Siafri, sự sẵn sàng của cầu thủ Indonesia. Và ngoài yếu tố có thêm một ngày nghỉ thì điều kiện thời tiết vào buổi tối mát mẻ hơn rất nhiều, làm cho chúng ta cảm nhận rất rõ là cầu thủ của hai đội Thái Lan và Indonesia nhập cuộc với một trạng thái hết sức thoải mái về mặt tinh thần cũng như sự sẵn sàng. Dewanga, Biêu, như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ UAE Indonesia. Vẫn là một bài hết sức quen thuộc. Thái Lan có thể đã học nhưng họ chưa thuộc bài và họ đã phải trả giá bằng bàn thắng mở tỷ số của đối thủ. Quả thật là rất đáng gờm. Người đã ghi bàn cho UAE Indonesia là Sanata. Quả đá biên không khác gì một cú tạt bóng. Bóng đi ở tầm, có thể nói là rất vừa để tạo ra những điểm cắt. Lực ném là rất căng. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng mở tỷ số của U22 Indonesia. Đó là một tình huống đốt lưới nhà. Người đá để bóng chạm đùi và bắn vào lưới là Song Chai. Là Bosakot. Không việt vị, Witan, vẫn là Witan Suleiman. Cú đá quá lành của Witan Suleiman. Trong quãng thời gian gần đây thì kỹ năng dứt điểm của Witan Suleiman đang được nhắc đến khá nhiều. Số 8 vẫn luôn có được sự tự tin và chính xác trong những tình huống xử lý bóng ở 1/3 phần sân của đối phương. Nhưng những tình huống dứt điểm cuối cùng của anh không có đối việt vị. Chaya Pipat được chuyển ngang, không được. Đánh nhau, không có bàn thắng cơ hòa cho Thái Lan. Sóng gió vừa trôi qua trước khung thành của U22 Indonesia. Cầu thủ Thái Lan đã đến rất gần với bàn gỡ, nhưng điều đó cuối cùng vẫn không được chuyển thành hiện thực. Có một chút bối rối cho hàng thủ của Indonesia, nhưng vận may đã đứng bên cạnh họ cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Và nếu như có va, họ sẽ có cơ sở để tham khảo để chỉnh lại quyết định nếu như nó thực sự có vấn đề. Ví dụ như tình huống vừa rồi, họ vẫn có thể cho rằng một cơ hội. Tỷ số là 2-0 cho Indonesia, rất bất ngờ. Rất khó tin là trong tiếng vừa rồi hàng thủ của U22 Thái Lan lại chơi ngờ nghệch đến như vậy. Đó là lỗi của bộ đôi trung vệ Song Chai và Jonathan Kemdi. Một sai lầm không tưởng. Jonathan Kemdi và Song Chai đã nhường nhau. Và trong khi đó thì Sanata đã theo bóng đến cùng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Đường truyền của Rito, mọi quyền chủ động thuộc về các cầu thủ Thái Lan.
nhưng Jonathan Kempe thì can thiệp quá chậm, trong khi đó Sanata thì lại rất nhanh lướt lên và thực hiện cú đá nối đưa trái bóng về phía cầu môn khi mà thủ thành Subotic đã băng lên quá cao. Bàn thắng là của Sananta, nhưng chúng ta đã có thể thấy là lỗi của hàng thủ Thái Lan quá rõ. Bóng đá trẻ là như vậy, bóng đá trẻ thì luôn luôn có những sai số là đủ để họ có thể bảo vệ được khoảng cách này. Cản phá thành công. Và cứu thua quá hay của Enando. Đó là một tình huống dứt điểm kỹ thuật của các cầu thủ U22 Thái Lan. U22 Thái Lan đã có được một tình huống tấn công trung lộ hay và người đã dứt điểm cuối cùng là Setasit. Cú nghiêng người cứa lòng kỹ thuật của tiền vệ bên phía U22 Thái Lan. Chanarong Nguyễn. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Người ghi bàn là Anan Yusangwa. Một tình huống cắt mặt đánh đầu rất hay của số 11 bên phía U22 Thái Lan. Và lúc này niềm hy vọng lại trở lại với đội bóng áo xanh. Và chắc chắn những phút cuối cùng của trận đấu này sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. Khoảng cách lúc này chỉ là một bàn. Pha phối đá phạt góc quá đẹp mắt của các cầu thủ U22 Thái Lan. Tình huống treo bóng chính xác của Chanarong và Anan Yusangwa đã có một tình huống bật cao đánh đầu cực kỳ cơ bản. Bóng găm thẳng vào góc gần trước sự bất lực của thủ thành Enando. Một pha bóng rất tiêu chuẩn của cầu thủ Thái Lan. Dứt điểm. Thiếu chút nữa tỷ số được nâng lên 3-1 cho Indonesia. Pha ra là người vừa đáp trả Thái Lan bằng một pha xử lý có thể nói rất quen thuộc của cầu thủ Indonesia. Một cú đá ở đầu vòng cấm mạnh mẽ, dẻo dai và không kém phần kỹ thuật. Cú đá chéo góc thực sự là rất lợi hại. Nhưng Marcelinho mới là người thực hiện. Không vào. Cú đá chất lượng của Marcelinho, nhưng lần này thì con cầu ít đã tỏ ra xuất sắc hơn. Một bóng nguy hiểm. Ananda phạt công cho các thủ Indonesia. Marcelinho. Jahari. Cú đá của Jahari. Rất tiếc là bóng lại đi cao hơn so với khung thành của Subotic. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất hay. Tốc độ cao. Hai đội ăn miếng trả miếng. Chỉ ít phút trước thì là một tình huống tấn công về phía khung thành của Enando. Và chỉ vài giây sau thôi, đó lại là cú đá đại bác của Jahari. Cú đấm bóng không thật sự chắc chắn của thủ môn Enando. Và bây giờ là đợt phản công 2-1 cho Indonesia. Không có bàn thắng cho cầu thủ áo đỏ. Đó là một pha chơi bóng rất tập trung của Subotic. Băng ra đúng thời điểm để can thiệp. Nhưng cũng phải nói thêm rằng Witan Suiman đã không có được một tình huống tiếp bóng bước 1 thực sự chuẩn xác. Nếu như tình huống tiếp bóng bước 1 của Witan nhẹ hơn một chút nữa thôi thì anh hoàn toàn có thể thực hiện một cú vẩy lòng chân, vẩy bóng ngoài chân trái hướng đến vị trí của Marcelinho. Terasac, lần này thì động tác không chơi bước 1 của Terasac cũng không tốt. Một loạt những tình huống tiếp bóng đầy đáng tiếc của các cầu thủ tấn công ở hai đầu cầu môn. Terasac vừa bỏ lỡ một cơ hội, chắc chắn là như thế, cho dù chưa phải là một cú sút. Bởi vì nếu như là một pha tiếp bóng êm ái hơn, một cú kéo bóng hợp lý hơn, mọi chuyện hoàn toàn có thể rất phức tạp với U22 Indonesia. Anh Nam có thể nhận thấy là vào lúc này, khi mà thời gian còn lại của hiệp 2 không còn nhiều, thì cầu thủ Indonesia cũng không hoàn toàn chơi với ý tưởng phòng ngự. Họ vẫn sẵn sàng đáp trả. Liệu đây có phải là một cách lựa chọn mang tính mạo hiểm, có sự rủi ro cho đội bóng áo đỏ hay không? Tôi nghĩ rằng nó đến từ tinh thần quyết tâm chiến thắng của U22 Indonesia. Và họ dựa trên chất lượng con người, đội hình mà họ có. Rất tiếc cho tình huống dứt điểm của Purachet. Tôi và anh Quang Tùng đã nói về khả năng phòng ngự của Indonesia. Tình huống phối hợp trung lộ rất hay của cầu thủ U22 Thái Lan đã xé toang được hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Pha đánh gót cực kỳ sáng tạo của Chanarong. Rất tiếc là Purachet đã dứt điểm hỏng cho pha bóng này. Hết giờ.
niềm vui vỡ hòa của những người Indonesia. Không phải, không phải. Tiếng còi mãn cuộc chưa cất lên. Những người Indonesia vẫn còn phải chờ đợi. Pha bóng tấn công có lẽ là cuối cùng của U22 Thái Lan. Yusakon! Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi một kịch bản khủng khiếp đến như vậy. Điều gì đang xảy ra trên sân đấu Olympic quốc gia ở thủ đô Phnom Penh? Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu kỳ lạ đến như thế này. Trận đấu này sẽ được nhớ mãi và cái tên Yusakon cũng sẽ đi vào lịch sử. Hai đội trở lại với vạch xuất phát ở thời điểm mà có lẽ là trận chung kết chỉ còn tính bằng giây. May mắn đã đứng về phía cầu thủ Thái Lan, chắc chắn là như thế. Nhưng bản lĩnh thi đấu, sự xuất sắc của họ là điều mà chúng ta không thể chối bỏ. Pha qua người của Yusakon và tung ra cú đá mãnh liệt ở góc không phải là quá thuận lợi, nhưng là đủ để có thể có được chiến thắng. Một khoảnh khắc tuyệt vời để tô điểm thêm chất kịch tính cho trận chung kết giữa hai đội bóng hay nhất của môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Indonesia vẫn tràn sang phần sân của đối phương. Có lẽ đôi khi bản năng là điều thực sự khó thay đổi. Zahawi, Zahawi, tuyệt vời Zahawi. Kịch bản thực sự là điên rồ. Họ không cần phải thay đổi anh Nam ạ. Họ cứ chơi như vậy ở phía trên đi. Vấn đề chỉ khác một chút thôi. Đó là khi cần thì hãy quay về với chất lượng phòng ngự bên này. Nhưng điều gì đang xảy ra bên ngoài sân? Đó là điều tệ hại. Đó là điều mà chúng ta không muốn được chứng kiến ở một ngày hội của thể thao khu vực. Với thể thao, nó còn có cả những điều vượt trên cả câu chuyện thắng thua. Nhưng những nắm đấm đã được đưa ra, chắc chắn sẽ có những án phạt rất nặng cần phải được đưa ra để xử lý những nhân vật đã gọi là vi phạm trong trận đấu này. Đó là những khoảnh khắc có thể nói là rất thiếu kiểm soát của cả hai bên. Thực sự đó là một hình ảnh xấu xí. Một hình ảnh xấu xí không chỉ của Indonesia và của Thái Lan, mà có lẽ là cả khu vực Đông Nam Á cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều này. Tất cả những hình ảnh này ngày mai sẽ tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi nghĩ không chỉ là Đông Nam Á mà cả châu Á và thậm chí là cả thế giới. Một lần nữa Song Chai mắc lỗi và Zahawi Irfan thì chỉ có thể nói là quá xuất sắc với pha xử lý vô cùng bình tĩnh và đẳng cấp. Zahawi là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2. Anh vẫn duy trì được nền tảng thể lực một cách sung mãn. Một pha bóng cho thấy được thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Hai chiếc thẻ đỏ. Mỗi đội bị mất một người. Nhưng Thái Lan sẽ phải thay thủ môn. Thể nói là tuyệt vời. Thẻ vàng thứ hai dành cho Kemdi. Thẻ đỏ. Jonathan Kemdi sẽ là cầu thủ tiếp theo bên phía U22 Thái Lan bị truyền quyền thi đấu. Khó khăn chồng chất, khó khăn cho đội bóng áo xanh. Họ đang bị dẫn và bây giờ là lúc mà họ kém về mặt quân số. Hoàn toàn chính xác. Pha xử lý quá hay của trọng tài Patakwasim. Bóng ngoài tầm kiểm soát. Bóng thuộc lợi thế cho cầu thủ của Indonesia. Vẫn là sự lăn xả tốc độ của Irfan. Fajar. Tuyến 2. Bagas. Không được. Rất tiếc là Bagas lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống vô cùng thuận lợi vừa rồi.
đó là pha dứt điểm của một hậu vệ. Nếu như Bagat bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, sửa và đưa trái bóng về phía góc thấp hơn một chút thôi, có rất nhiều không gian, thời gian cho Bagat ngắm nghía. Đá vào góc gần cũng thua, và đá sệt ra góc xa cũng rất khó cho Thirawas. Anand, và đây là câu trả lời của UAE Thái Lan. Marcelinho, quá người, đôi chân mềm mại và cực kỳ nhanh. Tiếp tục là Marcelinho, dứt điểm, không vào. Nếu đó là bàn thắng thì thực sự đó sẽ là một sự kết thúc tuyệt vời cho một trận chung kết đẹp của Marcelinho cùng với các cầu thủ trẻ Indonesia. Chơi như nhảy múa ở trên sân. Thể lực thì quá xuất sắc. 2-0 trong trận đấu với U22 Campuchia và loại đội chủ nhà. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho các cầu thủ Indonesia. Đó là Faza. Tôi nghĩ rằng ở trận đấu này thì Marcelinho và Faza là những người chơi cực hay và họ xứng đáng có những bàn thắng cho riêng mình. Và đây cũng đã là bàn thắng thứ 5 của Faza ở SEA Games lần này. Một phát hiện thú vị của huấn luyện viên Siafi. Một cầu thủ được đăng ký với chức danh là một cầu thủ phòng ngự trong đội hình 20 người, trong danh sách 20 người đăng ký của UAE Indonesia. Nhưng lúc này thì lại đang tỏa sáng rực rỡ trong vai trò của cầu thủ tấn công. Tình huống dứt điểm quá đẹp mắt của Faza Fatun Rahman. Vấn đề là Faza vẫn còn quá khỏe, xoay sở, giữ trụ tốt và không cần đà cũng tung ra một cú đá rất uy lực. Bây giờ thì huấn luyện viên Siafi đã có thể yên tâm ăn mừng một cách bài bản hơn, một cách tin tưởng hơn. Khoảng cách lúc này đã là 2 bàn. Tôi nghĩ rằng có thể là đúng với quan điểm của anh Phương Nam, có nghĩa là lứa trẻ của Indonesia có thể thành công ở SEA Games, nhưng thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng thứ 5 cho Indonesia với những đối thủ dày dặn kinh nghiệm như Việt Nam hay Thái Lan. Tôi chia sẻ quan điểm này, nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ phấn đấu quyết liệt, và từng đó thôi cũng là đủ để có thể đem đến một bầu không khí có thể nói là rất đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á. Và có thêm một chiếc thẻ đỏ nữa dành cho một cầu thủ của đội Thái Lan. Thẻ vàng thứ 2 dành cho Thirawas trong trận đấu này. Một trận đấu có thể nói là tồi tệ của cầu thủ Thái Lan. Càng về cuối thì họ càng phải trải nghiệm những điều có thể nói là đáng quên. Faza với những bước chạy tập tễnh vẫn đang tiến lên về phía trước. Không vào. Vẫn còn. Beckham. 5-2, 5-2 cho cầu thủ Indonesia. Siêu dự bị Beckham Putra vào sân và anh đã tận dụng rất tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 5-2 cho các thủ Indonesia. Bây giờ thì ban luyện và các cầu thủ Indonesia chỉ còn chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mattaquasim thôi. Chức vô địch và chiếc huy chương vàng đã chắc chắn thuộc về họ rồi. Marcelinho chưa có duyên ghi bàn trong trận đấu này, nhưng với Beckham Putra thì anh lại có được sự may mắn đó. Các cầu thủ U22 Thái Lan cũng đã đổ gục hết xuống sân. Họ cũng đã chiến đấu hết mình cho đến thời điểm hiện tại. Người đã truy cản trong tiếng vừa rồi là Anand. Anand có lẽ là một trong những điểm sáng ít ỏi của U22 Thái Lan trong trận chung kết. Và như vậy là trận đấu đã khép lại với phần thắng 5-2 nghiêng về phía đội tuyển U22 Indonesia.